hàng này coi vậy, đây đây là gian hàng thứ ba, nước nữa là họ vẫn là hột é luôn. Và như thời tiết này mà hồi vô hột é là yêu trong mình á, cho xin thử một ly coi nó cảm giác thế nào. Bởi vì hột é Sa Mũi Gòn á đặc biệt mà. Ngon, ngon có lý, có mùi dầu chuối nữa. Phải không, có dầu chuối đúng không? Yên quá. Không, hộp bán đặc biệt đó nghe. Mùi vị đặc trưng quá. Cái này nếu mà nó không từ thiện mà đem lên Sài Gòn bán là món độc quyền á. Nó nhiều mùi vị trong đây quá ta. Cô Lý. Đặc biệt. Đây giờ là hộp luôn. Chúng ta kế tiếp là gian hàng này là về đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm những gian hàng nước miễn phí. Nãy giờ mình đã đi xong những gian hàng ăn miễn phí rồi, giờ tôi uống miễn phí. Cô, cái này là cái gì vậy cô? Cái này là cà phê, trà đường. Cà phê, trà đường hả? Con nhìn tưởng là sâm không chứ. Không có đâu ạ. Con ở bên kia, bên Tân Lập anh á. Đó, muốn lạ thì nó đến đá. Là trà đường phải không? Cho con thử coi trà đường nghe nha. Trà đường đôi khi là nó sẽ chất lượng, nó hỗ trợ cho sức khỏe mình trong thời gian mà mệt mà hơi mà tụt huyết áp nhẹ, uống ly vô là khỏe liền á. Dạ. À tối con sẽ đăng video này lên. Đài nào? Con đăng lên cái kênh YouTube của con á. Đài nào? Dạ của Văn Biên á, Văn Biên. Dạ. Như nói phạm trù trà đường là đặc biệt rồi đó. Nhưng mà nếu như mà trà đường này thêm được một vị nữa đấy, cam phải không? Một là cam hay là chanh, cái hành trái tắc cũng được đó. Nếu cái trà đường này mà thêm trái tắc đấy là nó bằng ngang trà đường, hay là ta bán một ly 12.000 ở tiệm. Dạ. Con biết thưởng thức lắm, tại con quen được ăn uống. Cái vị trà đường thì rất là tốt, chỉ cần thêm trái tắc thôi. Là nửa trái tắc thôi là trà đường này là bằng tao bán một ly 2.000 nè. Quá đậm đặc. Rồi con thấy thông báo mọi người ngày mai bắt đầu là tranh thủ qua chương trình lễ hội miễn phí. Rồi, xin chào mọi người. Giờ đây thì chúng ta đi ra những gian hàng nước bên ngoài. Đây là những gian hàng lớn nhất ở đây đang thực hiện nha. Còn nhóm của mình về hết trơn ha, còn mình lang thang ha. Đây luôn, đây là gian hàng thứ 5. Dạ cô ơi, gian hàng của mình là đang bán món gì đây? Ồ, gian hàng này rộng nghe, gian hàng này chắc bộ có nghĩa là đầu tư lớn ha. Đầu tư liên tục 2-3 món luôn á. Trà đường, cà phê, rồi hột é. Quá nhiều rồi. Mình dự định làm chừng nào mới nghỉ đây? Qua lễ luôn hả? Rồi, biết chứ không, đặng con sẽ thông báo cho mọi người tranh thủ bằng mọi giá phải qua đây thưởng thức trà đường cà phê quý vị mình một lần. Chứ tầm mình đãi cực mà không qua ra uống nó uổng chuyến đi. Nó quá vậy mới được. Rồi. Bây giờ chắc mọi người đang cùng nhau chơi về nha. Đây, chúng ta bắt đầu đến gian hàng là gian hàng thứ 6 hả? Gian hàng thứ 6 là sữa đậu nành. Đây là món đặc trưng nha, hỗ trợ sức khỏe cho những người già cả, nhất là liên quan vấn đề là canxi. Ai mà bị hay tụt canxi nhẹ là nhớ uống sữa đậu nành nhiều một tí. Không, đó là thật nha, sữa đậu nành hỗ trợ canxi. Sáng giờ mình đã được bao nhiêu lít rồi con? Nhiều can lắm rồi. Nhiều can lắm hả? Hai mấy can hả? Ủa này con. Mình dự định là 50 ký đậu không? 2 mấy can nó khuyết. Đúng rồi. Bao hành mấy can. Bao á 50. Bao. Cũng nhiều á, để vậy đây cho đây tới lễ mình đãi chắc cũng 4-5 bao đậu á. Ừ. Bao
tại vì cái thời tiết này nắng nè, là người ta uống nước rất là nhiều. 30 tuổi còn 20 tuổi luôn. Đây là gian hàng thứ bảy, là gian hàng đặc biệt nè. Món này là sáng giờ em nó giới thiệu là phải nói là tuyệt vời luôn. 30 tuổi là uống vô là còn 20 tuổi, 20 tuổi uống vô còn 10 tuổi, 8 tuổi uống vô là bay cho bụng mẹ trở lại liền. nó tuột mau vậy đó, uống nó tuột liền xuống. Cho nên mình tranh thủ mình tuột giới hạn thôi, đừng có cho mấy đứa nhỏ nó uống là nó mất vô bụng mẹ trở lại, nó là thua. Đây là gian hàng của anh Minh, đặc biệt nè, anh đãi một cái món mà ít có ai dám đãi, đó là hạt chia và chỉ tử nấu với đường phèn, đúng không? Cái loại món này ta gọi là món bổ dưỡng rất là tốt. Đúng rồi, món bổ dưỡng rất là tốt. Nếu có thể nói là hỗ trợ cho sức khỏe, sức đề kháng của con người. Còn gọi thêm một từ ngữ thông dụng đó là chè dưỡng nhan. Tức là khi mà uống là do là sẽ có được cái nhan sắc, dưỡng nhan sắc cho nó tốt. Thì sau đó mình phơi nắng cho nó dày lên. tại mình loại một vòng ở ngoài nắng thì nhan sắc mình tốt rồi, là phơi nắng nó dày lên là da mình dày luôn, mũi đốt không chích luôn, không nổi luôn. Hạt chia đó uống là gì? Hạt chia. Cái hạt chia là cái hạt đỏ này đi hả? Không phải, hạt chia là hạt nhỏ. Dạ. Rồi chúng ta sẽ tới gian hàng sau cùng. Bên kia. Cái hàng bên kia là chắc là nước mía quá. Đây là chúng ta sẽ đến gian hàng sau cùng nha. Ủa cái gì dưới là đá bào hả? Ông này là mía không, còn liên còn chút xíu nữa. Đây là nước mía này, này mía này. Này là nước mía nè, gian hàng nước mía này mạnh nè. Chắc này chắc chuẩn bị chừng chục tấn mía. Nhìn thấy đống mía quá lớn ha. Con bé đó, bà mẹ nó mới kiếm từ hồi sớm giờ với gặp hay chưa nữa. Đây là gian hàng đá bào. Cái món này đó là con thích, nó thèm tàn da, đi học lúc nào cũng ăn món đá bào. Coi như là hô cái ông kêu lắc can này nhảy ra đường đón liền. Gọi là món đá bào. Mà xưa là uống Sigo không à? Sigo về đủ thứ mọi mặt. Đá bào này là đá bào gì đây các vị? Sigo đá bào à? Có sữa nữa hả? Sữa có. Sigo sữa đậu phộng luôn. Cái kiểu này mà phải thông báo cho học sinh rồi nó biết mới được. Gom hết trơn mấy cái trường mà của quyền chơi mới về đây mà hưởng thưởng thức đá bào. Tại nó miễn phí, không cần phải đi mua. Vô con đá bào nữa không, mà thằng bé này là cho uống tới chiều luôn, chưa hết đá bào nữa. Thôi máy. Tiền nghiệp em. Không đó, đây nè, màu xanh này em nè, màu đỏ đỏ nè, màu đỏ đỏ này, khoái nhỏ vô đi. Chất lượng không, màu xanh không ha. Đây 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 bé nè, đang đứa nè, rồi vô rồi. Đá bào là trúng món này. Món sinh viên mà.